Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đánh giá cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua, đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong tập hợp, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, cũng như thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ khắc phục thiên tai, phòng chống Covid-19 phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố mong rằng thời gian đến mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố góp phần xây dựng đà nẵng ngày càng vững mạnh